Hello toàn thể anh em nhá. Loa to thì giới thiệu nhiều rồi, hôm nay em Thanh giới thiệu cho anh em một con loa bé. Một con loa rất bé anh em nhá. Đó, rất là gọn gàng, một quả loa xách tay made in China. Đấy, con này có công suất lên tới 50W anh em nhá. Rất là khỏe luôn. Và cái pin của con này đấy cũng rất là lớn này, nó lên 8000 này. Đấy, tức là cái này nó có thể là cái pin nó lớn nên nó có thể nó chơi khá là lâu, nên là anh em nhìn cái thời gian chơi nó từ 6 cho đến 8 tiếng và thời gian sạc nó mất khoảng 2 tiếng. Đấy. Nó là thể loại là mini karaoke anh em nhá. Đấy. Rất là đẹp. Ok nhá. Rồi, em Thành sẽ mở hộp ra. Giới thiệu cho anh em. Đấy, cái combo này. Em sẽ zoom rộng ra nhá. Rồi. Rồi, mở ra là chúng ta có một con loa này. Một cái dây sạc này các bác này. Và một quả loa. Bé này thì không biết nó có hay hay không, đúng không? Rất nhiều anh em đặt ra câu hỏi này. Sau đây em Thành sẽ chia sẻ với anh em luôn. Nhìn nó rất là bé thôi anh em ạ. Con này rất là bé, đây bàn tay của em đây. To như bàn tay của em này. To hơn tí. Đấy, rất là gọn gàng, đẹp. Đấy. Có tay xách, nách mang rất là tiện lợi. Rồi, đây là cái dây sạc này, chúng ta có thể cắm vào những cái điện thoại của anh em, cắm vào đây đó để sạc pin. Ngoài ra anh bạn này là có cả hỗ trợ USB cắm trực tiếp này, thẻ nhớ này. Đấy, có dây 3.5 này, là cắm từ điện thoại mà dây 3.5 trực tiếp vào luôn. Nhưng mà con này nó có bật Bluetooth nha anh em nhá. Rồi em sẽ bật nó lên này, bật điện này, nút nguồn nó đây, bật lên, giữ chặt tay, rồi nó sáng điện lên là ok rồi. Rồi ở đây nó cũng có cái phần đèn báo, em sẽ bật Bluetooth lên nhá. Em sẽ dùng một cái điện thoại của em, sẽ bật Bluetooth lên, bật lên này. Cài đặt tìm vào Bluetooth đã. Rồi karaoke box này anh em mình kết nối vào, nó bảo connected này. Rồi bây giờ em sẽ ra YouTube này, em sẽ bật một bài đi, test loa đi. Rồi em sẽ bật bát chép uy lực đi xem. Tươi sạch mọi nguồn kia nhất, từ chất trái nước tiên miền trên đây. Mà. Rồi. Dầu vỏ bưởi, sân siêu thiên nhiên mới, giúp giảm gãy rụng tóc 98%. Rất là to nha anh em nha. Bé bé mà kêu rất là to. Chuyển sang màu đen. Wow. Không hề đơn giản nha. Dừng nhạc lại. Ở đây chúng ta có hai tay mic đi kèm. Con này ấy, là nó đã tích hợp pin sạc ở trong này nha anh em nhá. Thế nên là anh em mình cũng dùng cái dây sạc này. Đâu rồi cái dây sạc của em đâu? Đây. Dây sạc này chúng ta lại cắm vào. Đây như này này các bác này. Đấy, cắm vào. Đấy, và chúng ta sạc pin bình thường. Và hát con này cũng rất là lâu. Em Thanh đã thử em bán được hai chiếc rồi nhá. Em bán cho thì các chị ở phản hồi là con này hát cũng rất là lâu, được khoảng tầm 3 tiếng rưỡi 4 tiếng. Đấy, rất là ok nhá. Em sẽ bật một cái mic lên này, giữ chặt tay. Đó, lên đèn này, 2 6 7 9 10. Ê chô, rất là ok nha anh em nhá. 1 2 5 6 7 6, 7, 9, 10, 1, 2. Wow. Bé
nhưng mà lại hát rất ok. Con này anh em có thể chơi trên ô tô này, chơi ở trong phòng trọ này, chơi ở gia đình nhỏ nhỏ, rất là tiện lợi. Đấy, đây là một chiếc này, em bật thêm chiếc nữa nha. Cái mic này là mic phụ này, cái mic này mic chính này, thì mic chính này là có chỉnh được echo này, nha các bạn nha. Hay, hay. Wow, echo này hay lắm. Đó, cái cơ bản đây là một con loa rất là ok, nhỏ gọn nhưng mà rất là xịn sò. Tay cầm nhìn chắc chắn, khôn lắm các bạn, nhìn rất là khôn nhá. Đấy, chứ nó không phải những dòng rẻ tiền đâu, cái này nó hàng của Trung Quốc nội địa nên là nó rất là tốt, chắc chắn. Đấy, và giá của con này thì cũng chia sẻ với anh em là rất là rẻ. Con này em Thanh bán là có 1,7 triệu thôi. 1,7 triệu bao ship cho anh em toàn quốc. Đấy. Và con này thì đấy lại báo giá công khai. Còn ví dụ con này thực ra em sẽ có những cái phần quà tặng dành để tặng con này cho những anh em mua bộ karaoke của em Thanh. Đó, em đang tính toán như thế. Còn xem tình hình như nào đã. Đấy, còn giá bán em bán 1,7 triệu một con này nha anh em nhá. Đấy, rất là xịn sò, anh em có thể mua một bộ karaoke hát cho gia đình này, em tặng cho một bộ này, một quả loa này về để tặng cho vợ này hoặc là cho con này, có thể đi chơi đi đâu đó chơi xách tay rất là tiện lợi, đúng không ạ? Mà lại rất là đẹp. Đấy, giá rất là hợp lý thôi, nó chỉ có bao nhiêu ạ? Chỉ có 1,7 triệu bao ship cho anh em toàn quốc. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái clip tiếp theo nhá.